chương 16, Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng, Người giàu kia có một quản gia, bị cáo với chủ rằng, người tiêu phá của chủ. Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng, Ta nghe nói về ngươi nỗi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay, ngươi không được quản trị gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng, chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi. Còn đi ăn mày thì hổ ngươi, ta biết đều ta sẽ làm để khi ta bị cách chức có kẻ tiếp rước ta về nhà người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ của chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng người mắc nợ chủ ta bao nhiêu trả lời rằng một trăm thùng dầu quản gia nói rằng hãy cầm lấy tờ khế ngồi xuống đó viết mau năm chục rồi hỏi người kia rằng còn ngươi mắc bao nhiêu trả lời rằng một trăm hộc lúa mì quản gia rằng hãy cầm lấy tờ khế và viết tám chục. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy, nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghép chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh rẻ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa người pha -si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời răng mà thôi, từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời ớt qua đi, còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng đẻ thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng, Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi. Vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi. Còn Lazaro phải những sự giữ. Bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi. Đến nỗi, ai muốn từ đây qua đó không được, ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi. Vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có môi xe và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Xong Abraham rằng, nếu không nghe môi xe và các đấng tiên tri, thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.